Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về bộ loa đến từ hãng loa Boss. Brand của nó là Companion 3 Series 2. Và bộ loa này thì nó sẽ bao gồm là một cái tòa súp và hai cái loa tai. Và bên trong này thì nó sẽ bao gồm một cái loa bass nha. Về kích thước chiều ngang của loa bass nè là 170mm và chiều cao là 220mm. Chiều sâu là 350mm. Đây là một trong những thương hiệu audio nổi tiếng của Mỹ. Và nó sẽ có hai cái loa tai. Loa tai của nó chiều cao là 150mm và chiều ngang là 90mm và chiều sâu của nó là 90mm luôn. Trong này thì nó sẽ có một cái tai control nè. Thì với cái tai này thì anh em có thể tắt mở bằng cảm ứng, tắt mở nguồn nè. Khi mà ta chạm vào thì nó sẽ tắt mở nguồn và ta sẽ xoay cái nấm này thì nó sẽ hát nha. Đây là volume luôn, kim chức năng volume. Và ngoài ra đây nó cũng có thiết kế là cái cổng để kết nối tai nghe nè và một cái tín hiệu đầu vào 3.5. Và với cái bộ này thì anh em có thể sử dụng để làm loa nghe nhạc trong bộ dàn phòng ngủ cũng như là loa nghe nhạc vi tính cũng khá là hay. Chất âm của nó rất là đậm đà và sáng tiếng nha. Và sau đây thì em sẽ test cái chất âm của bộ loa Boss Companion 3 Series 2. Chất âm rất là đậm đà nha anh em. Đây là chức năng cảm ứng nè. Volume nè. Hai loa tai còn khá là đẹp. Chất âm cực sáng luôn nha. Hôm nay thì nó sẽ cho chúng ta cái chức năng là điều chỉnh âm bass ở phía sau nha. Đây là chức năng chỉnh bass nè. Hai cái cổng để kết nối hai cái loa tai. Đây là tín hiệu ngõ vào. Tín hiệu ngõ vào thì anh em có thể kết nối bằng hai đường, một cái đường ở phía sau loa sub nè và một cái đường ở phía trước của cái tai điều khiển nha. Và đây là cái kết nối cái tai điều khiển này. Công tắc, tắt bật nguồn. Kết nối điện phía sau. Dòng xuất nhập nha, thì áp là 100V. Thì áp 100V. Chất âm cực kỳ đậm đà nha. Bố trí trong những cái bộ dàn vi tính cũng rất là đẹp, cũng như là nghe nhạc phòng ngủ. Và với cái bộ combo Boss Companion 3 Series 2 hoạt động hoàn hảo thì em sẽ bán với giá là 3.400.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.